Đây là rau mồng tơi nha mọi người. Đây mình sẽ dạy hướng dẫn mọi người cách trồng rau mồng tơi cho đúng cách, lên tươi tốt như thế này nha. Việc đầu tiên là mình phải xới cái đất lên, thì mình không cần phải xới nhiều đâu nha mọi người, mình chỉ cần xới bề mặt trên đất thôi. Còn lúc đầu thì mình đã băm cái đất này tươi xốp rồi, mình xới cái đất lên, rồi sau đó mình lấy cái hạt mồng tơi đã được mua rồi đó, mình cứ xới đất lên nhẹ không mình sâu đâu. Rồi mình lấy những hạt mồng tơi có sẵn đây, rồi mình rải xuống cái vừa chỗ mình vừa xới, sau đó thì mình lắp đất lại. Khoảng một thời gian thì mồng tơi nó sẽ lên. Cái lúc đó khi mồng tơi lên khỏe rồi, mình cứ bón phân vào cho nó mạnh thôi, cây rau thôi. Thì nói chung thì trồng rau mồng tơi nó cũng dễ, đơn giản nha mọi người. Lên cái rau tươi tốt như gì rồi bón phân vô thì rau nó sẽ khỏe mạnh. Còn đây là cây ớt Cherevita nha, hay còn gọi là ớt Peru. Mình đã lấy hạt và dăm lên những cây ớt này rất là tốt, sống rất khỏe nha. Còn đây là rau lan, mình trồng rau này vừa ăn được củ và vừa ăn được ngọn để nấu canh nè. Rau lan của mình trồng cực kỳ tốt, những cái dừa mình mới vừa trồng đây cũng khỏe mạnh hết rồi. Thường mình chủ yếu là trồng xoài, chuối, bưởi. Còn đây là ổ ong ruồi đây, to khỏe lắm, mai mốt lấy mật rất tốt. Đây là những mầm ớt nhiều và lên mầm cũng tốt rồi nè, sống rất khỏe nha, mầm ớt lên sống rất khỏe đó. Đây cũng là mầm ớt khỏe lắm. Thì, chuối mình vừa mới dăm đây, gà mổ nhiều quá cho nên nó lên lá nào gà ăn hết lá đó. Đây là sẻ nè, sẻ với đu đủ nha, sẻ lên khỏe hết rồi. Đây dừa mít ổi. Còn đây là bí chanh, mầm cũng lên khỏe rồi, nhưng mà vừa rồi mưa nên nó hơi bị ngập, hy vọng là nó sẽ lên tốt hơn. Có trồng một mớ đậu bắp rất là nhiều. Còn đây là lá lốt mọi người, ớt này, ớt ra xin bình thường, lá lốt này tốt. Đây cây chanh của mình đã băm rễ cắt cành, hy vọng là nó sẽ cho ra quả thật nhiều. Chuối cóc để ra trái xum xê hết rồi. Mình trồng cóc thì đa phần là mình cái ngọn, không có nuôi trái nhiều để cho những cái thân nó mọc ra khỏe, lúc đó mình lấy trái nó sẽ tốt hơn. Còn đây là bầy ghè của mình nè, đây là thanh long này nha, mình cũng đã trồng dập xuống đất rồi, để lai cho trái nó nhiều. Đây là những cái mầm của cây đậu bắp, còn gọi là bắp còi đó mọi người. Còn đây là mướp, đây là mướp của mình đây, mai mốt là cho trái cũng khỏe lắm đó. Đây là cây mì của mình. Mình
đậu lan khỏe quá. Đây cây bưởi đây, cây bưởi của mình nè, đây là đậu bắp luôn nè, cây ớt đứng một mình sừng sững, đây là cây vú sữa, còn lại là chuối, chuối mình dăm lên mầm nhưng mà ghè phé quá.